Đón xem vòng chung kết quốc gia giải đấu National Championship 2018 của FIFA Lê 4 lúc 17:30 ngày 7 tháng 10 năm 2018. Vinh Quang sẽ gọi tên ai? Chào mừng các bạn khán giả đã quay trở lại với Vietnam Sport TV và chúng ta sẽ đến với trận đấu cuối cùng trong buổi chiều ngày hôm nay diễn ra trong khuôn khổ bảng B. Vòng bảng của National Championship 2018 đối đầu giữa Hoàng Hiệp và Thanh Hóa. Vâng, đây là một trận đấu giữa Thanh Hóa là đại diện của khu vực miền Trung, còn Thanh Hóa là đại diện khu vực miền Trung và Hoàng Hiệp sẽ là đại diện khu vực miền Bắc. Và đây là hai vận động viên đều đã có những trận đấu ra quân phải nói là rất thuyết phục. Đặc biệt là Hoàng Hiệp, anh ta đã thể hiện một gương mặt rất chắc chắn, một lối chơi chắc chắn, phòng ngự tốt, phản công cũng hay và tấn công cũng rất đẹp mắt. Và hiện tại thì Đức Hiếu đang có được số điểm dẫn đầu ở bảng A với 6 điểm, Trần Minh Khôi 5 điểm sẽ là người cùng giành vé đi tiếp với Đức Hiếu. Còn Nguyễn Ngọc Vũ rất đáng tiếc là anh ta phải đứng chót bảng với 4 điểm mà thôi. Còn trong khi đấy ở bảng B thì chúng ta cũng đã có những cái tên rất rõ ràng hiện ra. Hoàng Hiệp hiện tại với 6 điểm đang dẫn đầu, Thanh Hóa 4 điểm đứng ở vị trí thứ 2 và Hoàng Thiện đứng phía cuối với 1 điểm. Chắc chắn Hoàng Hiệp và Thanh Hóa sẽ bước tiếp vào vòng trong. Quan trọng ở cuộc đối đầu này là ai sẽ là đại diện đứng ở vị trí số 1 và ai là đại diện đứng ở vị trí số 2 mà thôi. Vâng, người đứng đầu của bảng đấu này sẽ chạm trán với lại Minh Khôi ở bán kết. Còn người đứng thứ 2 sẽ phải chạm trán đó chính là Đức Hiếu. Rõ ràng thì Đức Hiếu cũng là một đối thủ mà nếu về tương quan và màn trình diễn ngày hôm nay thì tôi nghĩ là Đức Hiếu sẽ là cái tên cần phải né tránh nhiều hơn là so với Minh Khôi. Đều là kèo khó cả. Vâng. Dù sao đi nữa thì cái sự chênh lệch này cũng không quá lớn nên cái việc đứng nhất hay là nhì bảng đấu B này cũng không quá quan trọng, bởi vì tôi nghĩ là hai cái tên đi tiếp ở bảng A đều là những cái tên rất chất lượng. Cái điều quan trọng ở đây là cái vòng chung kết cực kỳ thoải mái dành cho 6 vận động viên, không ai bị áp lực quá nhiều về mặt thành tích cũng như là tiền thưởng, bởi vì điều quan trọng là họ đều đã đến được đến đây, tức là 6 cái tên này sẽ đều có mặt trong đội hình của đội tuyển Việt Nam đến với giải đấu EACC tại Hàn Quốc. Đấy là cái điều đáng mừng của chúng ta rồi. Vâng. Và họ không bị áp lực quá nhiều. Đâm ra chúng ta có thể thấy là trong những trận đấu, các vận động viên mỉm cười rất nhiều, trừ khi là họ gặp được những cái vấn đề cực quá khó chịu với họ mà thôi. Vâng. Thì chúng ta thấy là cái cảm xúc khó chịu nó cũng xảy ra khi mà họ không hài lòng với màn trình diễn của cá nhân mình. Chính xác. Nó đi thấp hơn khá nhiều so với những gì mà họ có thể làm được thôi. Và đây là đội hình của Nguyễn Thanh Hoa, vẫn là những cái tên rất quen thuộc. Cao Quắc Cơ có những chỉ số ẩn cũng là khá quan trọng. Với Thanh Hóa thì sử dụng đôi cánh của anh ta đều là những cầu thủ mùa TB, đó là Alexandro cùng với Kyle Walker. Đâm ra nhìn về cái tốc độ chạy của Kyle Walker cũng như là Alexandro nó tốt hơn rất nhiều so với Kyle Walker và Alexandro mùa 17 trong đội hình của Hoàng Hiệp. Và phải chăng đây sẽ là một trong những hai nhân tố quan trọng để Thanh Hóa sẽ áp dụng lối chơi ở hai hành lang cánh. Tuy nhiên hãy nhớ là Thanh Hóa không chỉ tấn công cánh mà anh ta ban truyền rất nhiều, sau đó lại triển khai một lối chơi ở khu vực trung lộ và tung dạng cú dứt điểm. Hoàng Hiệp cũng vậy, cũng là 4-2-2-2 nhưng ta không phải là tấn công cánh toàn diện mà anh ta sẽ có những pha căng ngang hoặc những đường truyền vào khu vực trung tâm, sau đó tung dạng cú cửa lòng. Vâng, và chúng ta hãy chờ xem liệu cái sơ đồ 4-2-2 và lối chơi nào sẽ được sử dụng một cách hiệu quả hơn thì chúng ta sẽ có được câu trả lời sau ít phút nữa mà thôi. Trận đấu đầu tiên thì Hoàng Hiệp sẽ kiểm soát phần sân bên phải với màu trang phục đó là màu áo của Manchester United. Trong khi đó thì Thanh Hóa sẽ sử dụng trang phục của Chievo Verona, trang phục màu vàng cũng rất nổi bật. Rất đẹp.
những bộ trang phục này vào thì sẽ làm cho sân bóng của chúng ta nó bừng sáng. Vâng. Này mà xong rồi đi với cả một cái thảm cỏ màu xanh lá cây nữa, không khác gì một cái cột đèn xanh đèn đỏ. Vâng, đèn sự. Đỏ, đèn vàng, cả đèn xanh. Vâng, thực sự là như vậy. Và chúng ta đến ngay với trận đấu đầu tiên trong cuộc đấu đầu cuối cùng của ngày hôm nay, cuộc đấu đầu giữa Thanh Hòa và Gama Astro. Và khi trận đấu bắt đầu, ngay lập tức cái lối chơi của Hoàng Hiệp chứng tỏ luôn anh ta sẽ đẩy cao đội hình và áp lực lên ngay hàng phòng ngự của đối phương, tập trung tấn công bóng cho các cầu thủ có mặt ở trên khu vực trung lộ của mình và trước khi để bóng ra hành lang cánh. Và hãy để ý với những pha căng ngang, Hoàng Hiệp luôn muốn tạo ra những sự bất ngờ. Nhưng Thanh Hòa đã là người ngăn chặn pha tấn công đầu tiên của trận đấu thuộc về Hoàng Hiệp, và với một tài năng trẻ như Thanh Hòa, anh ta sẽ biểu diễn kỹ thuật nhiều trước khi đưa những trái bóng lên cho vị trí tiền đạo. Và chúng ta chờ xem liệu lối chơi thiên về kỹ thuật của Thanh Hòa có thể mang lại được sự hiệu quả trước đội bóng đang tỏ ra hiệu quả không kém, đó là bên phía của Hoàng Hiệp hay không. Đây là pha tấn công dành cho Thanh Hòa, một pha cứu bóng từ rất xa. Đó là tình huống dứt điểm của Ronaldinho nhưng không có bàn thắng được gì. Không được rồi, không được rồi. Một pha dứt điểm đầu tiên nhưng nó không mang lại cái hiệu quả đến cho Thanh Hòa. Còn trong cái đấy thì Hoàng Hiệp thì anh ta nghĩ gì trận đấu cuối cùng này? Anh ta có thể đá một cái lối chơi sắp xếp cho mình. Nếu như kết thúc cái National Championship thì có thể được cùng chung một đội với cả Thiện Ni. Hoặc anh ta vẫn sẽ cống hiến cho khán giả một lối đá đẹp mắt, một lối đá hoa mỹ và lấy tấn công làm phòng ngự. Như vậy thì tùy thuộc vào cái thành tích của anh ta tại National Championship để dẫn đến cái kết quả là anh ta có được chung đội với Thiện Ni hay không. Bởi vì Thiện Ni chắc chắn là đội 2. Thiện Ni và Ngọc Vũ là hai thành viên thuộc đội 2, một người của Gam, một người Evos. Evos. Vâng, và hiện tại thì chúng ta vẫn phải cần câu trả lời đó khi mà trận đấu này vẫn đang diễn ra một thế trận khá cân bằng. Alessandro pha thoát xuống bên phía hành lang cánh trái dành cho Thanh Hòa, tuyệt vời, pha căng ngang hoàn hảo và Cristiano Ronaldo đã không phụ lòng người đồng đội, mở điểm trong thể chiếc điểm cận thành dành cho đội bóng vàng. Đó là pha tấn công gây ra cái sự bất ngờ dành cho chính Hoàng Hiệp cũng như là chúng tôi. Khi chúng ta vẫn đang nói về cách để Hoàng Hiệp nhập cuộc trong trận đấu này như thế nào thì Thanh Hòa đã trả lời bằng một bàn thắng. Một cái lối đá rất vô tư, một lối đá rất hồn nhiên của Thanh Hòa nhưng nó lại mang lại kết quả cực kỳ tốt. Và Hoàng Hiệp đang tự làm khó mình. Một tình huống xử lý hơi thiếu trách nhiệm đến từ Patrick Vieira, một đường chuyền quá mạnh so với đà di chuyển của Alessandro và nó tạo cơ hội để cho Thanh Hòa tiếp tục có một pha tấn công nữa. Patrick Vieira, Alessandro. Trong ngày hôm nay thì chúng ta thấy có rất nhiều những cái tên được sử dụng giống nhau giữa hai bên. Đây gần như là những sự lựa chọn hàng đầu trong thời điểm hiện tại của F4. Goretzka, đây là Cristiano Ronaldo. Tiếp tục là CR7 và pha đảo chính. Cơ hội dành cho Thanh Hòa. Không được. Một pha xoạc bóng vừa kịp thời của Varane, nhưng phải chúng ta phải dành lời khen cho thủ thành Thibaut Courtois với pha đổ người của mình. Cầu thủ thành của Chelsea và hiện tại đang khoác áo Real đã có một pha đổ người rất hay. Và như vượn mà lượn như diều hâu. Vâng. Câu nói rất hợp lý dành cho Thibaut Courtois. Sải tay rất dài vừa rồi của thủ thành người Bỉ đã giúp cho Maestro. Đó chính là Nguyễn Hoàng Hiệp thoát khỏi bàn thua thứ hai. Cơ hội vẫn còn dành cho Thanh Hòa. Tiếp tục là Ronaldinho ở bên phía hành lang cánh phải. Thêm một pha tạt bóng nữa nhưng không làm khó được thủ thành cao 1m94, đó là Thibaut Courtois. Courtois 1m94 hay 1m99 chứ nhỉ? Vâng, hình như là 99. Tôi nhớ là chiều cao rất là ghê, gần 2m. Thì đấy có thể là năm ngoái là 1m94 nhưng năm nay là uống nhiều sữa. Không biết là uống Milo hay uống Ovaltine nhưng mà lên được 1m99. Vâng. 94 thì tôi nhớ, hình như tôi nhớ lầm, 94 là của Fellaini. Fellaini mới là 94. Đúng một fan MU chân chính nha. Nhớ thế. Thuộc lâu. Thế Lukaku có biết bao nhiêu nào? Lukaku hình như là 1m87. 87 à? 87, 88 thì. Thấp hơn Fellaini à? Thấp hơn Fellaini chút. Trông người to nhỉ? Thì vâng. Dày thế. Loco nghiêng về đậm người. Ừ, đúng đúng. Và hay bị giật mình. Vâng. Dùng mình nữa. Rồi, quay trở lại với cuộc đối đầu này đi. Những gì mà chúng ta nhận được thêm thông tin từ anh Minh Huy, xin giới thiệu các bạn là anh ấy là một fan chân chính của Quỷ Đỏ, Manchester yêu tennis. Và cái trận nào mà anh ấy bình luận dành cho MU thì trận đấy là tôi là người nở nụ cười tươi nhất. Bởi vì chắc chắn là MU sẽ thua. Không thắng thôi. À không thắng rồi. Ronaldo. Và đây là một trận đấu mà anh ta bình luận có MU và MU đang thua. Rugglit. Đây là Alessandro. Kevin De Bruyne. Patrick Vieira, cơ hội dành cho đội bóng Messi. Rất đáng tiếc, Nguyễn Hoàng Hiệp đã không thể có được bàn thắng gỡ hòa sau pha dứt điểm vừa rồi của Lionel Messi. Vẫn là một tình huống khổng ăn đến từ đội bóng áo đỏ.
Có rất nhiều cơ hội được tạo ra bởi Hoàng Hiệp, nhưng những cú dứt điểm cuối cùng thì anh ta bị chậm một nhịp so với cái đà của cầu thủ tung chân sút. Còn trong khi đấy thì Thành Hóa đứng vững với những pha lao vào cản phá cực kỳ mạo hiểm của các hậu vệ, nhưng nó là thành công. Vâng, cho đến thời điểm này thì những pha lao vào đó dù khá mạo hiểm nhưng nó đều mang lại một hiệu quả cao dành cho Thành Hóa. Ở ngoài đời mà lao như thế là vớ vẩn, là chấn thương hơi nặng đấy. Vâng. Mà cũng rất ít những cầu thủ có cái tâm, tức là những hậu vệ có cái tâm là dám dùng cái thân hình của mình lăn xả để ngăn cản những pha ghi bàn của cầu thủ đối phương. Tôi vẫn nhớ cái cú dứt điểm mà Vidic dùng đầu chặn quả bóng chẳng hạn. Bàn thắng dài bất ngờ đến. Một bàn thắng cực kỳ bất ngờ của Ronaldo trong tay Thành Hóa. Một pha dứt điểm không phải là không đoán được đến từ Thành Hóa, nhưng vấn đề là Thibaut Courtois đã xử lý nó không hoàn hảo và mang về bàn thắng thứ hai dành cho Thành Hóa trong tình huống này. Đó là một pha đảo người trước khi tung ra một cú dứt điểm. Đó là pha dê bóng thường thấy của Ronaldinho. Ronaldo cho thấy là kỹ thuật cá nhân của mình cũng cực kỳ điêu luyện. Và cái quan trọng là cú dứt điểm. Tại sao Courtois lại mắc một cái lỗi ngớ ngẩn đến như vậy? Đó là một lỗi mà chúng ta không thường thấy ở một thủ thành đẳng cấp như Thibaut Courtois. Nhưng dù sao thì màn trình diễn vừa rồi của Courtois đã nhận một cái lắc đầu đến từ huấn luyện viên của anh, đó là Nguyễn Hoàng Hiệp. Sẽ phải có nhiều hơn những cái lắc đầu sau cái tình huống xử lý vừa rồi. Và Thành Hóa không những mạnh trong khả năng tạt cánh đánh đầu, anh ta còn mạnh trong cái việc dứt điểm ghi bàn. Và đây tiếp tục làm cú sút từ rất xa. Sự hưng phấn đang đến với Nguyễn Thành Hóa, và chúng ta thấy với một vận động viên trẻ thì sự hưng phấn nó đóng vai trò rất là quan trọng. Anh ta tự tin và có thể làm được những điều mà ít cái vận động viên nào có thể nghĩ đến là anh ta sẽ làm điều đó trong cái trường hợp như vậy. Chính xác là như vậy, và ngay lập tức Macho đã có những sự thay đổi. Anh ta chuyển từ 4-2-2 chuyển sang 4-1-2-1-2. Và anh nhớ vẫn còn một cầu thủ dự bị nữa của Macho để tung vào sân là Kylian Mbappe. Lúc đấy tôi bị nhầm ấy, Đức Hiếu với cả Hoàng Hiệp là khác nhau. Một người thì dự bị là Bale, là Đức Hiếu, còn một người dự bị là Mbappe, là Hoàng Hiệp. Mbappe. Và giờ đây thì Hoàng Hiệp đã trở lại với sơ đồ mà anh ta rất yêu thích trước khi giải đấu này diễn ra, đó là 4-1-2-1-2, sơ đồ kim cương. Đánh đầu không được và phản công. Ronaldo hơi thiếu nhân sự trong pha bóng này, cần nhiều hơn những cái bóng áo đỏ trong pha tấn công dành cho Marcelo. Nguyễn Hoàng Hiệp, Rugolid đối mặt với Alessandro. Khỏe lắm. Messi có khoảng trống dành cho Ronaldo, cơ hội đánh vượt qua lên dứt điểm, không vào, vẫn có Ronaldo. Không có Ronaldo này thì có Ronaldo kia, và Ronaldo béo đã mang về bàn thắng đúng ngang tỷ số xuống còn 1-2. Thì một cơ trò của bên phía Thành Hóa đã làm hết sức có thể rồi, anh ta không phải đáng nhận sự chỉ trích nào cả. Một tình huống cứu thua tốt với CR7, nhưng với phải dứt điểm bồi vào trong một tư thế quá trống trải thì bàn thắng tất nhiên phải đến đối với Nguyễn Hoàng Hiệp, và sự thay đổi của anh ta lập tức phát huy tác dụng. Đúng, tôi đang định nói về cái sự thay đổi của anh ta sau khi nhận thấy đối phương sử dụng 4-2-2, nhưng mà cái điểm tấn công của đối phương lại tập trung khu vực trung lộ và tạo ra những cái khoảng trống rất nhiều, nên Hoàng Hiệp đã quyết định thay đổi sang một sơ đồ mà có nhiều hơn những cầu thủ có mặt ở khu vực trung lộ, đó là 4-1-2-1-2, và ngay lập tức phát huy tác dụng trong một pha phản công với pha tấn công rất nhanh, những pha ban truyền, và đặc biệt là khả năng dứt điểm chính xác của hai cầu thủ đều tên là Ronaldo. Vâng, và hiện tại thì trận đấu chúng ta đang tiến tới phút 70 và Thành Hóa vẫn đang có lợi thế, nhưng giờ đây nó chỉ còn lại là một bàn mà thôi. Đây là Ronaldinho, cơ hội dành cho Vũ, nhưng pha tạt bóng là không thành công bởi vì Varane đã có mặt ngay ở điểm nóng để hóa giải. Có vẻ như ngôi vị đầu bảng là điều mà cả hai đều đang muốn hướng tới, nhưng phải nói là ở trong vòng bán kết dù có gặp Minh Khôi hay gặp Đức Hiếu thì đều là kèo căng cả. Vâng. Đều là kèo khó cả, chưa chắc gặp ai sẽ an toàn hơn, nên đâm ra tôi cảm thấy là cả Thành Hóa cũng như là Hoàng Hiệp không có một chút gì tính toán trong cái việc thi đấu trận đấu cuối cùng này. Họ vẫn đều đang cố gắng đá hết sức mình để cống hiến cho các bạn khán giả một trận đấu đẹp mắt nhất có thể. Bởi vì có chọn đi chọn ai đi chăng nữa thì nó cũng là kèo khó thôi. Kèo khó. Không nên chọn làm gì và cứ tiếp tục thi đấu một cách mang tính giải trí thế này nó sẽ hay hơn. Gullit, phút cuối của băng kia, Vieira chuyền bóng cho Ronaldo. Hai đều rồi. Và đó lại là một sự trở mình cực kỳ tuyệt vời đến từ Nguyễn Hoàng Hiệp. Bị dẫn trước hai bàn, nhưng giờ đây với cú đúp của Ronaldo de Lima, anh đã gỡ hòa 2-2 ở phút thứ 76, và hai bàn thắng đến chỉ trong vòng chưa đầy 20 phút kể từ sau khi anh thay đổi chiến thuật thành 4-1-2-1-2 thì trở về đúng với lại sơ đồ yêu thích của mình, thì Nguyễn Hoàng Hiệp đã chơi tuyệt vời. Đó, đường chuyền cực kỳ tinh tế, và Ronaldo với cái khoảng cách và cự ly quá gần như vậy thì không thể nào người ngoài hành tinh bỏ lỡ được. Và hai Ronaldo đều lên tiếng dành cho cả hai bên. Một bên thì là Cristiano Ronaldo, là hiện tại của chúng ta,
Còn một bên là quá khứ với Ronaldo béo. Vâng, và chúng ta thấy là trong tình huống vừa rồi Hoàng Hiệp đã chơi tự tin, anh ta đá ma ngay trong cái vòng cấm địa của đối phương. Những tình huống chuyền bóng rất thoáng và đây là Casemiro, liệu Thanh Hoa có thể trở lại hay không? Anh ta vừa bị dội hai gáo nước lạnh liên tiếp. Messi mất bóng rồi, phản công nhanh dành cho Nguyễn Hoàng Hiệp. Nếu như Hoàng Hiệp có thể lội ngược dòng thành công thì đây sẽ là một vận động viên thực sự đáng gờm ở trong ngày thi đấu bán kết vào ngày 7 tháng 10 sắp tới. Messi tầm này thì không phải chỉ là một gáo nước lạnh nữa rồi, nó là cả một xô nước. Dẫn 2-0 và bạn bị gỡ hòa hai đều, cái tâm lý nó như thế nào? Nó đang cực kỳ vui, cực kỳ hưng phấn thì ngay bây giờ nó bị sụp đổ hoàn toàn. Và đặc biệt là các cầu thủ trên sân cũng sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều về mặt tâm lý. Thanh Hòa đang cố gắng kiểm soát bóng nhiều hơn để ít nhất giữ cho cái kết quả này nó nằm ở con số 2 đều đã. Vâng. Chứ đừng có để thua thêm. Nếu để thua thêm thì cơ hội để anh ta có được ngôi vị nhì bảng là chắc chắn, không còn tranh được ngôi vị nhất bảng nữa. Đây là Ronaldo, liệu Thanh Hòa có thể trở lại hay không? Chúng ta cùng chờ xem. Leon Goretzka, Ronaldo đối mặt với anh là Rukulic và bây giờ chuyền bóng cho Ronaldinho. Các bạn như đang chờ hết giờ rồi. Pha tấn công cuối cùng không được rồi. Và tỷ số là 2 đều trong cái trận đấu lượt đi giữa Hoàng Hiệp và Thanh Hòa. Như vậy cơ hội để có được ngôi vị đầu bảng là vẫn còn dành cho Thanh Hòa trận đấu sau, bởi vì sau trận đấu này thì Hoàng Hiệp có 7 điểm. Vâng. Và Thanh Hòa thì có 5 điểm. 5 điểm vẫn còn cơ hội để có thể vươn lên vị trí nhất bảng. Hiện tại thì chúng ta thấy được phần nào đó sự hiệu quả trong lối chơi của Thành Hòa, sức trẻ và sự hưng phấn đã giúp anh ta vượt lên chỉ trích đến 2-0. Nhưng mà với việc thi đấu hơi thiếu kinh nghiệm, anh ta thiếu đi những cái tình huống làm giảm nhịp trận đấu đã tạo cơ sở để cho Hoàng Hiệp trở lại, và đặc biệt với sự thay đổi rất chính xác về mặt chiến thuật. 4-1-2-1-2 đã giúp cho Hoàng Hiệp trở lại với lại bản ngã của mình và đem về hai bàn thắng liên tiếp từ Ronaldo béo. Cái này người ta gọi là từ cõi chết trở về đấy. Vâng, thực sự khi mà để đối phương dẫn đến hai bàn thì thường chúng ta sẽ bị suy sụp rất nhiều, kể cả trong đá xếp hạng cũng vậy. Thường những lúc đấy trong cái đầu tôi, khi mà đá đứng trong mơ, tôi sẽ suy nghĩ là hai quả thế này thì gỡ thế cho là được, hay là mình ao luôn cho đối phương người ta thắng. Nhưng mà rồi không, với nỗ lực của mình, Hoàng Hiệp đã thay đổi chiến thuật và có được cái tỷ số 2 đều rất tuyệt vời, rất xuất sắc. Còn Thanh Hòa thì không có gì phải buồn, không có gì phải buồn cả, bởi vì anh ta vẫn đang còn cơ hội để có được ngôi vị đầu bảng. Và nếu đầu bảng B này thì chỉ phải gặp Minh Khôi là nhì bảng A, còn nếu mà nhì bảng B sẽ gặp nhất bảng bên kia là Đức Hiếu. Hai kèo đều như nhau, hai kèo đều khó ăn mà thôi. Vâng, và chúng ta trở lại ngay với trận đấu cuối cùng trong ngày hôm nay của đối đầu lượt về giữa Nguyễn Thanh Hòa và Gamastro Nguyễn Hoàng Hiệp. Chúng ta hãy chờ xem ai mới là chủ nhân cuối cùng của vị trí nhất bảng B. Alessandro ở trong trận đấu thứ hai này thì vẫn là màu áo quen thuộc Manchester United bên phía Hoàng Hiệp và kia bộ áo vàng bên phía của Nguyễn Thành Hòa. Và tấn công đầu tiên nó thuộc về Hoàng Hiệp, dứt điểm không vào. Vẫn làm cú dứt điểm chéo góc, nhưng lần này thì Thibaut Courtois đã làm tốt. Không, trọng tài nói không, chỉ là một pha xoay và cố tình ngã của Ronaldo mà thôi. Một tình huống cầu lỗi penalty đến từ CR7 của Hoàng Hiệp, nhưng mà đáng tiếc rằng trọng tài trong trận đấu này đã chơi chính xác hơn, đã thổi rất là lạnh lùng, đã quyết định rất là lạnh lùng. Hầu như là ông ta không thổi luôn. Vâng. Ronaldinho. Khoảng trống này là có thể cứa lòng được đấy. Hãy cẩn thận với Thanh Hòa. Thanh Hòa cho thấy mình là một vận động viên trẻ nhưng lối đá rất đa dạng và đa năng. Ngoài tật cánh đánh đầu, anh ta còn có thể cứa lòng ở khoảng cách xa. Đúng là cái sơ đồ 4-2-2-2 từ thời FIFA Online 3 cho đến FIFA Online 4 nó vẫn phát huy tác dụng rất tốt. Chưa bao giờ gọi là lỗi thời cả. Vâng, chưa bao giờ là lỗi thời. Quan trọng là việc các vận động viên sử dụng nó có hiệu quả hay không mà thôi. Đây là Kyle Walker. Vẫn là một tình huống xử lý tốt đến từ Alessandro. Tuy nhiên Kyle Walker đã đòi lại được quyền kiểm soát. Bóng đang liên tục đổi chủ và cuối cùng thì nó thuộc về Nguyễn Hằng Hiệp. Đã có nhiều hơn những tình huống xoạc bóng của Hoàng Hiệp để ngăn cản những tình huống kỹ thuật của Thanh Hòa. Patrick Vieira vẫn đang chờ đợi các cầu thủ di chuyển để phối hợp. Đây là Kevin De Bruyne. Đó là sai lầm của Kyle Walker. Ronaldo. Kevin đang chạy nhưng anh ta chạy hơi tù, chạy chặn đường của Ronaldo béo. Một tình huống dàn xếp tấn công không hiệu quả nhưng đã có pha đá phạt trực tiếp. Và đây là cơ hội. Cự ly đó là 26m dành cho Hoàng Hiệp để thực hiện pha đá phạt này. Họ đang có Messi, Ronaldo và Gudugulis. Không được. Không đó được. Là cú dứt điểm của Lionel Messi. Và cái pha đấy tôi tưởng là Ronaldo phạm lỗi với hậu vệ, nhưng hóa ra không phải, hậu vệ mới là người phạm lỗi với Ronaldo. Kevin De Bruyne. Vẫn là sự khó chịu đến từ Gamastro Nguyễn Hoàng Hiệp, nhưng Courtois đã chơi tốt. Casemiro, Leon Goretzka. Tiếp tục là Ronaldinho, Alessandro. Chuyền cần phải chuyền nhiều hơn.
Thanh Hóa đang tìm người để chuyền, và khi anh ta nhìn thấy những thành viên của mình có khoảng trống là ngay lập tức tạo ra cho họ một cơ hội. Đây là một đường chuyền cực kỳ thông minh, và Ronaldinho pha xử lý quá bình tĩnh và đẳng cấp đến từ Nguyễn Thanh Hòa, không thể nào đẹp mắt hơn nữa. Một tình huống dứt điểm rất căng, Ronaldinho bóng đi chéo góc và bay thẳng vào góc thượng khung thành của Thibaut Courtois. Đây là pha ra chân không thể cản phá. Trước đấy chúng ta phải dành lời khen cho Ronaldo với một đường chuyền theo đúng dạng là một vũ điệu Nam Mỹ, một vũ điệu Samba cực kỳ đẹp, khi ta quay một cái combo và bóng vào thẳng người Ronaldinho, tạo cơ hội cho Ronaldinho đột phá hàng phòng ngự của Hoàng Hiệp trước khi tung ra cú dứt điểm chéo góc. Đây không phải lần đầu tiên trong ngày hôm nay mà Thanh Hòa làm được điều này. Đúng. Với những tình huống đánh góc đến từ Ronaldo béo. Ronaldo, đây là Rüdiger. Vieira. Đường chuyền tốt dành cho Lionel Messi nhưng xoay người, là một tình huống xử lý thiếu hợp lý trong pha bóng vừa rồi. Thanh Hòa đang rất thăng hoa và nó làm dịu đi cái sức mạnh tấn công của Hoàng Hiệp rất nhiều. Khi Hoàng Hiệp đang có được cái ngọn lửa trong người, ngọn lửa của màu áo Manchester United, anh ta sẽ tấn công như vũ bão. Nhưng khi mà bị đối phương có được những bàn thắng thì đôi lúc Hoàng Hiệp cảm giác như anh ta có một chút gì đó nó sợ sệt. Đến khi anh ta phải thay đổi chiến thuật thì lúc đấy anh ta mới tìm lại được bản ngã của chính mình. Có vẻ giống lúc mà anh ta bị dẫn trước thì MU của anh ta lại giống như thời như của Mourinho. Thay rồi, đã có dấu hiệu thay người đến từ Hoàng Hiệp và chắc chắn anh ta sẽ lại đổi sang 4-1-2-1-2. Khi mà cái sơ đồ đấy mang lại hiệu quả thì tội gì mà không đá. Vâng. Và chúng ta phải chờ xem là liệu khi mà đối phương trở lại với 4-1-2-1-2 thì Thanh Hòa sẽ tìm ra được phương án khắc phục chưa, hay là vẫn sẽ phải bị đối phương lộn dòng như trước. Chúng ta còn phải chờ xem. Đây là Kyle Walker đường chuyền rất nỗ lực nhưng không thể vượt qua Kyle Walker bên kia chiến tuyến. Có thể chọc khe, Ronaldo đang chạy. Nhưng không, không phải đường chuyền dành cho Ronaldo béo, mà đó là pha xỉa bóng cho Cristiano Ronaldo. Quá nhiều đồ trong ngày hôm nay. Tất cả những vận động viên đều có mong muốn được sử dụng không phải đồ gầy thì cũng là đồ béo. Mỗi Minh Khôi là không sử dụng đồ béo thôi. Còn lại thì tôi thấy ai cũng sử dụng Ronaldo béo. Ronaldo béo là một cái tên thật sự đáng giá trong đội hình của FIFA 24. Một tiền đạo hoàn hảo vậy. Mà sắp tới mà ra cả mùa TT nữa thì còn ngon nữa. Vâng. Một cái tên mà rất nhiều nhà đầu tư muốn có trong đội hình của mình. Và đây rồi, đây chính là cơ hội để Macho Hoàng Hiệp sẽ thay đổi người. Còn Thanh Hòa tôi nghĩ anh ta vẫn sẽ giữ nguyên đội hình này, không có gì thay đổi, một đội hình cơ bản của FIFA 24 và anh ta không xê dịch quá nhiều. Dino một cánh, Messi một cánh. Và đúng là đắt thì là sắt ra miếng. Tất cả đều đang là tấn công cân bằng đến từ đội hình của Hoàng Hiệp. Anh ta muốn có một sự cân bằng nhất định trong cái đội hình kim cương của mình, không hề có một cạnh nào đi lệch hướng. Trận đấu này thì Hoàng Hiệp có vẻ nhẹ gánh hơn, khi ta mới chỉ bị thủng lưới có một quả và tìm kiếm chỉ cần một bàn thắng gỡ hòa mà thôi. Khác với trận đấu trước, khi ta bị ép đến hai quả cơ. Ronaldo, cơ hội dành cho Cristiano Ronaldo, ra đầu tiên không thành công. Vẫn là hậu vệ là người giành chiến thắng trong pha tranh chấp tay đôi. Vieira, Lionel Messi, Gullit không vượt qua được Leon Goretzka. Tuy nhiên anh ta vẫn đòi lại được cho mình quyền kiểm soát bóng. Kevin De Bruyne, Alessandro, tiếp tục là Kevin De Bruyne. Không được. Có cảm giác rằng khi chuyển sang 4-2-1-2 thì Hoàng Hiệp tấn công mượt mà hơn hẳn. Đúng. Và cảm giác như cái hàng phòng ngự của Thanh Hòa cũng để lộ rất nhiều những khoảng trống. Vâng. Hoàng Hiệp hiểu được cái sự di chuyển của các cầu thủ khi sử dụng sơ đồ kim cương này. Đây là Messi, cơ hội dành cho Casemiro và Ronaldinho. Liệu Thanh Hòa có vượt lên đi không? Không được. Được. Tiếp tục làm đường chuyền điệu nữa. Nhưng lần này thì hậu vệ của Hoàng Hiệp đã không mắc lỗi. Và anh ta sẽ có một cơ hội để tung ra một pha phản công. Bốn cầu thủ MU rồi đã phối hợp không thành công. Casemiro tiếp tục là lợi thế tấn công dành cho Thanh Hòa. Ronaldo. Ronaldo béo. Messi. Chơi đường chuyền tốt, Ronaldo không vào rồi. Đó là một cú trích bóng nhưng vẫn còn là phạt góc dành cho Thanh Hòa. Nó không phải là cú dứt điểm thẳng. Tôi hiểu những pha bóng đấy, thường những pha bóng đấy mà chúng ta ấn chọc khe, thủ môn sẽ là người lao ra để ngăn cản. Nhưng nếu chúng ta ấn chuyền thì thủ môn sẽ bị chậm hơn so với tốc độ của cầu thủ tiền đạo ra nhặt bóng. Vâng. Tuy nhiên trong tình huống vừa rồi thì tôi nghĩ rằng Thanh Hòa đã chọn lựa phương án dứt điểm không chính xác, để ra anh ta nên sử dụng sải chân dài Ronaldo và dứt điểm thẳng luôn, chứ không phải làm pha chích bóng mang xu hướng 50-50 như vậy. Nếu là tôi thì tôi thích cái pha chích bóng này hơn. Chỉ có điều đáng tiếc là pha chích bóng nó đi lệch khung thành.
Chứ với một tình huống mà dứt điểm theo như anh Huy nói thì khó, vì thủ môn nó sẽ nằm ra và nó ngăn cản hoàn toàn cái hướng dứt điểm chúng ta. Nhưng từ từ đã, bởi vì đây sẽ là cơ hội không thành công. Một pha phản công hiếm hoi dành cho Hoàng Hiệp đã bị Thành Hòa ngăn cản. Thành Hòa đang đứng trước cơ hội để có thể dẫn đầu ngôi vị bảng đấu này, chỉ cần một chiến thắng mà thôi. Phút thứ 72, anh ta vẫn đang là người kiểm soát bóng với Lionel Messi. Có phản công Ronaldo, không phải là cú dứt điểm, bây giờ mới là dứt điểm, không vào. Hoàng Hiệp đã khá rõ bắt bài được cái tình huống xoay trở vừa rồi của Thành Hòa. Trong tình huống vừa rồi thì Thành Hòa có được khoảng trống bên cánh trái, nhưng anh ta quyết định Ronaldo solo. Vừa rồi là tình huống cản phá tốt của Vieira. Bóng vẫn chưa đến được cái đầu của Cristiano Ronaldo, một siêu tiền đạo với khả năng dứt điểm bằng đầu cũng như bằng chân, vẫn không thể chiến thắng. Có vẻ như Hoàng Hiệp hiểu hơn cái bài tấn công này của Thành Hòa rất nhiều rồi. Và bóng hú hồn với lại Hoàng Hiệp. Một tình huống bóng đã bay vọt sang ngang. Ronaldinho cơ hội không được phản công. Hoàng Hiệp sẽ tận dụng pha tấn công này, bởi vì tất cả những cầu thủ ở bên phần sân Thành Hòa đã lên tham gia tình huống phạt góc rồi. Tuy nhiên nhân sự là điều mà Hoàng Hiệp không thiếu. Đây là pha chọc khe bóng rất tốt, Vieira không được phải chì, đó là Ronaldo béo thì có hy vọng để bứt phá. Đó là pha chạm chân của Casemiro, nó làm giảm đi cái nhịp độ tấn công đến từ Hoàng Hiệp, và Thành Hòa đã ngăn chặn thành công. Và sau đó anh ta cũng ngay lập tức triển khai bóng lên, anh ta không hề cầm bóng quá lâu mà anh ta muốn tấn công một cách dồn dập. Nhưng lần này thì hậu vệ của Hoàng Hiệp là người lao ra và ngăn cản thành công pha lên bóng vừa rồi. Kevin De Bruyne và Patrick Vieira, tiếp tục là Ronaldo béo. Chúng ta đang chờ đợi một câu trả lời mà nãy giờ Hoàng Hiệp chưa thể đưa ra được. Kevin De Bruyne không dám mạo hiểm, không dám tung ra những pha cứa lòng, bởi vì thời gian còn quá ít dành cho Hoàng Hiệp. Ronaldo cơ hội, vẫn là Ronaldo, nhưng cách mà Ronaldo xử lý trong tình huống vừa rồi là không tốt. Anh đã để bóng đi quá xa so với đôi chân của mình, và Maldini đã tận dụng rất tốt thời cơ để cắt bóng Casemiro. Phút thứ 89 rồi và chiến thắng đang ở rất gần đối với Thanh Hòa. Lionel Messi, 2 phút bù giờ, đường truyền là không tốt, nhưng liệu có kịp cho Hoàng Hiệp hay không? Hơi khó, bởi vì Casemiro là người cướp được trái bóng này, và bóng đến chân của Goretzka. Pha tấn công cuối cùng, pha tấn công quyết định, nó thuộc về Thanh Hòa, và Hoàng Hiệp thì không có đủ thời gian để anh ta có thể san hòa tỷ số. Chiến thắng chung cuộc thuộc về Thanh Hòa. Một chiến thắng xứng đáng dành cho Thành Hòa khi mà anh đã đứng vững trước sự thay đổi người, chính xác là thay đổi chiến thuật của Hoàng Hiệp ở trong cái trận đấu thứ hai này. Anh niềm ta đã khắc chế rất tốt. Niềm vui sướng của một tân binh ra mắt tại giải đấu quốc gia, vô địch quốc gia lần đầu tiên, và anh ta đã chơi rất tốt. Vị trí đầu bảng B là một vị trí mà tôi nghĩ là rất tuyệt vời đối với Thành Hòa, khi mà anh phải cạnh tranh với một Hoàng Thiện, một cụ binh phải nói là rất quen mặt, rất lão luyện ở FIFA Việt Nam rồi. Chính ngoài ra thì còn có Thành Hòa cũng là một cái tên, cũng chính xác hơn là Hoàng Hiệp cũng là một cái tên thường xuyên góp mặt ở các vòng chung kết quốc gia. Và đấy, nếu mà nhìn vào bảng thành tích thì chúng ta nghĩ là ở cái bảng B này cơ hội để Thành Hòa có được sự góp mặt ở trong vòng bán kết là điều hoàn toàn không có. Nhưng không, anh ta đã vượt qua tất cả những cái lời chỉ trích, những cái lời châm biếm của các khán giả khi theo dõi giải đấu, bởi vì nghĩ anh ta sẽ không có quá nhiều những cơ hội. Thành Hòa đã chứng minh điều ngược lại. Anh ta là người dẫn đầu ở bảng B sau khi có được một chiến thắng và một trận hòa trước Hoàng Hiệp, và điều quan trọng hơn là 2 chiến thắng trước Hoàng Thiện, để khẳng định ngày hôm nay là ngày mà chúng ta có thể gọi là ngày Thành Hòa được. Vâng, ngày hôm nay thì Thành Hòa đã đứng nhất bảng, và đồng nghĩa với việc anh ta sẽ chạm trán với lại Minh Khôi ở trong trận đấu bán kết. Còn cái tên sẽ phải đối đầu với lại Đức Hiếu sẽ đó là Hoàng Hiệp. Đây cũng sẽ là một cuộc đối đầu rất đáng xem, bởi vì cả hai vận động viên này đều có một lối chơi rất đẹp mắt. Chính xác là như vậy, và tôi cũng đang rất mong chờ về những trận đấu bán kết này. Còn các bạn khán giả thì sao? Các bạn đừng quên là chúng ta vẫn còn chương trình là đồng hành cùng chung kết quốc gia Dinh Quà Thả Ga. Và với cái chương trình đồng hành này thì các bạn có thể tham gia bằng cách lên trang event.l4.garena.vn và theo dõi. Chúng ta sẽ có là hàng ngày thì đăng nhập vào game để giành những chiến thắng trong những trận đấu xếp hạng hay những trận đấu đá giải, và sau đó đăng nhập để có được những lượt quay. Ngày đặc biệt là ngày 7 tháng 10 thì đấy, chúng ta sẽ có cơ hội quay để trúng được xe máy Exciter. Còn một chương trình khác là chương trình dự đoán trong những trận đấu bán kết cũng như trận đấu chung kết. Còn đây sẽ là bảng xếp hạng chung cuộc. Ở bảng A, Đức Hiếu dẫn đầu với 6 điểm, hiệu số dương 3. Minh Khôi sẽ là người đứng thứ hai với 5 điểm, hiệu số là 0. Còn Ngọc Vũ là người ra về với số điểm là 4 và hiệu số là -3. Như vậy
Bên phía bảng A chúng ta đã có những cái tên rất rõ ràng. Và giờ đến lượt bảng B thì Thanh Hóa sẽ là cái tên dẫn đầu bảng xếp hạng với 8 điểm. Hoàng Hiệp có được 7 điểm sau 2 thắng, 1 hòa và 1 thua. Trong cuộc đấu hoàn thiện thì đây là một giải đấu mà ta không có được phong độ tốt và phải đành ngậm ngùi đứng chót bảng với 1 điểm với 1 trận hòa và 3 trận thua. Bàn thắng chỉ có 3 nhưng mà thua lại gấp 3 lần. Một trận đấu rất thất vọng, một ngày thi đấu rất thất vọng của Hoàng Thiện khi anh ta chỉ có được vỏn vẹn một điểm duy nhất mà thôi. Còn trong đấy Thanh Hóa là một ngày thi đấu thành công khi anh ta không để thua một trận đấu nào. Rất xuất sắc góp mặt ở trong ngày thi đấu chung kết của vòng chung kết quốc gia. Chúng ta sẽ có hai trận đấu bán kết, nhất A, nhì B, nhất B gặp nhì A. Và sau đó sẽ là trận chung kết tổng, trận chung kết quyết định vào ngày mùng 7 tháng 10 tại phim trường Giải Phóng. Vâng, phim trường Giải Phóng. Bao nhiêu lý chính thắng đấy nhỉ? Tôi cũng không nhớ rõ lắm, hình như 123 thì phải. 123. Không phải là người ở trong thành phố Hồ Chí Minh nên tôi không biết rõ ràng địa chỉ lắm. Còn ngày hôm nay chúng ta đã kết thúc giai đoạn vòng bảng của National Championship 2018 mùa đầu tiên của FIFA 4 Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong ngày thi đấu, trận chung kết và đặc biệt là những giải đấu sau đó của FIFA 4.